Rồi, xin chào anh em á. Hiện nay mình có bộ mát này, nói chung là đó chắc là mua của mình đó, nhưng mà anh em nó không xài nữa, anh chia là anh bán lại. Mình bán giá là 1.950.000 nha, bao ship. Đó, người ta yêu cầu bán nhiêu mình bán nhiêu thôi. 50.000 là chỉ tính tiền ship thôi. Tiền ship có thể là hơn 50.000. Là đầu tiên gồm một cái sạc mát 220 các bạn. Tiền 220. Không biết trước mình bán là như nó không có dây hay sao anh xài sợi dây này nè, sợi dây số 8 này, dây Việt Nam. Việt Nam là không biết dây đồng nó to hay không. Nhìn thấy nó không giống mình đổi sợi dây này rồi. Thường nếu mà dây mà nó hơi ấy là mình xài dây Việt Nam nữa, mình mua không đúng, nó dởm là dây đồng nó nhỏ quá, mình xài nóng nó bạn, nóng mà nó không đủ tải này nữa. Tại vì trong này nó đồng nó pha. Mình bỏ dây này để xài mấy cái thiết bị nhỏ nha. Như cục nguồn, cục sạc này thì nó hơi lớn, hơi nặng điện chứ. Lúc mà nó nạp dòng cao á, nhảy nặng con bình thường thì nó chỉ có lúc nào nạp dòng cao á, những pin lúc cạn á là nó nạp dòng cao. Thì cái này pin là nó mình đo còn 15 con mấy á, để mình test sạc các bạn luôn. 15 con mấy rồi, người ta đang xài thôi. Một con test máy trước chứ. Cái sạc máy này thì 143 là nó xấu mà, đầu nó cũng hơi rơ nha. Và cái này nó bị gãy cái vỏ rồi à, vẫn còn xài được. Con này công tắc nó hơi dơ, mà nó chạy im. Thôi con này không biết anh đó anh xài gì để mình mở ra coi, mà nó hơi cái tiếng nó hơi kêu nè, mà nghe tiếng ha, không được im ha, mà nghe tiếng nhỏ nhỏ nè. Mở đèn lên coi. À, nó bị mờ đèn đó, đứt bóng đèn đây đứt luôn rồi. Sạc đi. Máy thì chạy ok nha các bạn, chỉ có đứt bóng đèn nha. Bóng đèn để mình mở ra mình coi nó như nào để cho các bạn coi tình hình đó. Hồi trước mình bán cái này là mình bán hai cái xác mà nó nói chung nó xấu quá, mình không có mở ra, mình bán luôn á. Về anh này anh vệ sinh, anh làm lại mà sao mình thấy nó chạy không được im lắm. Thì mỗi người cách làm khác nhau nên mình không biết. Hồi trước không biết là có đèn hay không nữa, mà sao mà bây giờ không thấy đèn. Nhiều máy mình không nhớ hết đâu. Thì giờ mình mở ra mình coi cái tình trạng bên trong thôi, cho các bạn sẵn các bạn coi luôn. Thì giá là 1.900.000 thôi chứ không có, con không thay đổi vậy đó. Cái này nó rụng bóng đèn các bạn. Có hàng lại rồi nhưng mà hàng không đúng. Bóng đèn thì mình thay thôi, đơn giản. Này 144 nha các bạn. Nhỏ thì ok, kiến nó chui vô luôn. Là mẫu. Nó gửi hộp rài rồi, mình không có hàng, mình không có đăng liền nữa mà. Chủ yếu nghe cái dòng nó tiếng nó kêu không được ok lắm, là mình mở ra coi thôi chứ thấy bình thường, không có gì, quay nhẹ nhàng. Còn cái này thì nó chạy ra được ha, công tắc hơi dơ. Này 144 chỉ có phần đèn thôi bạn. À, với cái từ này cho nó cái bạc đạn nó kêu phần này các bạn, cái bạc đạn nè. Đạn này hơi có vấn đề chút. Rồi. Căng cái bạc đạn này nè, nó không được im nữa bạc đạn này. Rơ. Rồi là nguyên nhân nó nằm ở đây. Cái này cũng hơi khó, hiện tại mình không có phụ tùng để thay cho các bạn cái từ này.
còn DKDF này ra tay mặt đạn thì phải nhờ nữa đó. Thì mình quay tình trạng nó vậy cho bạn coi ha. Không biết là từ 143 này nó giống không giống thì mình lấy cái từ bên đây bỏ qua thì nó sẽ im hơn. Còn cái cây này dạng để mình xây cua đó, mình cài á được. Mình tới đó bị phần đầu này, cuối cùng bị phần mặt đạn làm cái nhông này cũng hơi chua mà. Bây giờ thì người ta làm được hết rồi, nhưng mình đi không có sửa máy, mình không có đồ, không có đầu tư cái đồ này, nên là những cái mặt đạn đó mình không có thay được. Pin này hơi ngừng ha, test nhận sạc ok rồi. Để mình mở ra coi sale gì cho nó. Thật sự là không có nhớ, tại vì mình bán số lượng nhiều các bạn. Mình bán thì lúc bán thì mình biết để mình test cho các bạn ok thôi, chứ còn mà sau đó thì kêu mình nhớ thì thật sự mình không nhớ cái gì, mình mở ra coi. Trong cái clip thì ví dụ là mới lấy về đó, mình mở ra mình kiểm tra thì mình thấy sao mình nói qua nghe vậy cho nó dễ, còn sau đó thì nó qua rồi mình bán là mình cũng không nhớ hết. Cái này sale 25R hay là Sony để mình coi. Pin này là cho anh mua của mình luôn. Cái vỏ mát này á, lâu ngày cái nhựa nó hơi giòn, mình tháo từ từ nó hay bị gãy mấy cái này nè. Mình tháo không kỹ nó hay gãy cái đó. Với lại nó dặn ốc mà quá cứng rồi nó bể luôn cái này. Lâu quá rồi, nó 7-8 năm trở đi. Xem Sony các bạn. Sony thì thường mình tháo trong Makita ra đó, ngon á. Sony cũng ngon, không có gì hết đó. Cái này mất cái VTC6 hay là 4 mà nó quay lên trên hết rồi không thấy. 56A gì đó. Để thử cho nó có nó điện áp nó ổn định không. Nãy 15V hơn, giờ 15V4 ha, mình sạc. Sạc rồi nó vô quá. À, thấy pin pin đều nó chuẩn không? 385 386 hết ha. 4 cặp đều nhau. À, qua quá trình sử dụng rồi các bạn. Nó vẫn giữ được cái độ ổn định đó. Này mới nói được pin. Này gắn vô. Tại vì cái mát này á, nó nhiều khi mình giờ mình đóng lại nó còn nóng, cái mặt này nó xả đó bạn, nó xả là thua nha. Nó xả mình phải xài router thôi. Còn cái này nó còn nhận sạc pin thì xài sạc pin. Còn nhận sạc pin và không có xả pin thì mình xài bình thường ha. Rồi, hiện tại là nó tình trạng nó nguyên si vậy nè bạn. Bán 1.950.000 bao ship nha. Sạc, pin. Pin mà đóng lại với mấy cái sale này là pin mát nó cũng giá 5-700 ngàn, 700 cái sạc thì khoảng tầm 300. Còn hai cái máy này thì nó chưa mấy, 144 này xài rất là bền. Cái dòng mát thì hàng nội địa. Nói chung là phần điện tử nó khá là ok đó. Rồi. À, anh em nào mua thì nhắn tin đặt hàng với mình nha. Cái này mình bán chuyển khoản các bạn, 1.950.000 nha, bao ship. Mình gửi Viettel, gửi ship thường thôi. Ship nhanh thì nó cao tiền lắm, mình ship thường thôi. Này bữa mình nghiên cứu mình đóng bình ắc quy nha bạn. Mà sale này thì nó không tối ưu, do là cái không tối ưu ở cái điện áp thôi. Này 25R. Mình đóng xe cái bình xe máy nó sạc đầy là cái ngưỡng là 14,5V các bạn. 4,5V thì tính ra nó không có no cái pin ha, mình chỉ xài được đó, nó sạc đầy 14,5V.
Còn mình đấm pin sắt thì nó sẽ sạc đầy hơn. Pin sắt là pin này nè, nó 3.2, 3.2 mình đóng 4 viên hoặc là 4 cặp. Và nó xài cái mạch khác nữa. Tại nhà mình có cái ông mình đóng để thử nghiệm là cái mạch này xài được. Đề xe thoải mái luôn. Nhiều nghiên cứu xong rồi tháo ra để đóng vô máy khoan thôi, chứ mình không có chơi cái này. Mà dung lượng là đóng 12 cell. 12 cell thì đóng 4 nè. 4S. 4S thì dung lượng nó nếu mà sạc đầy là nó 7A rưỡi. Nhưng mà cái này nếu mà đóng bình theo bình nó quy nó sạc chỉ có 14 con mấy, nó còn có khoảng 3 mấy à. 50% dung lượng. Nó không tối ưu. Phải xài pin pin sắt à, điện áp 3.2 á thì nó mới tối ưu được dung lượng. Tại vì mình không có đóng được 12.6 à. Cái bình nó sạc cái mức ngắt của cái bình xe máy mình nó là 14 con mấy nè. Đó, mình đóng 12.6 à, đang chạy nó đầy pin, nó ngắt rồi nó không ra điện, nó mất công, mình phải xài cái mạch riêng. Đó, mạch riêng là cổng sạc, cổng xả riêng đó thì được ha. Nên là mình chỉ làm chơi thôi. Còn giờ người ta cũng bán bình bình thì từ giá từ vài trăm cho tới vài triệu luôn. Vô nhiều giá lắm. Mà mình cũng chưa có mua thử để xài. Rồi vậy nha anh em, cái bán về bộ mát rồi thôi à. Mình có đồ gì mình đăng cái đó sau đi. À, bán trước cái này bộ này.